Chào các bạn, lại là Đầu Gấu Review đây. Đám cá sấu khát máu này đã giết chết hàng nghìn người dân ở đây, đến nổi máu nhuộm đỏ cả một dòng sông. Sau đó là một người phụ nữ thức dậy với vô số con ếch độc, cá trên sông vì ô nhiễm nước mà chết như dạ. Nạn châu chấu ruồi nhặng hoành hành phá hoại lương thực thực phẩm và tàn sát nhiều người dân vô tội. Bão lũ sóng thần thiên tai liên tục xảy ra triền miên. Vậy nguyên nhân do đâu? Diễn biến bộ phim như thế nào? Ở thời vua Ai Cập trị vị, có một đế chế Hittite nổi dậy mạnh mẽ có nguy cơ sẽ xóa sổ Ai Cập. Vì thế mà vị vua Ai Cập ra lệnh cho hai người con giỏi nhất của mình và trao cho họ hai thanh bảo kiếm để đi tiêu diệt đế chế Hittite. Mà lão chọc lại là người con ruột của vua Ai Cập, còn Moses cạnh bên chỉ là con nuôi. Moses là vị tướng quân giỏi nhất Ai Cập, vì thế mà lão chọc luôn có lòng ghen tị với tài năng của Moses. Sau đó Moses và lão chọc liền đưa quân đi đánh Hittite. Vì lòng ích kỷ của lão chọc mà hắn lại giành quyền chỉ đạo đội quân. Người em Moses bất lực để cho lão chọc chỉ đạo. Lão chọc đem hàng vạn đội quân tinh nhuệ của Ai Cập đánh úp kẻ địch. Nhìn vào thế trận thì rõ ràng là quân của Ai Cập mạnh mẽ hơn, nhưng vì chiến lược của lão chọc không hiệu quả, vì khinh địch mà hắn đã xém chết dưới kiếm của kẻ địch. Nhưng người anh em Moses thiện lành đã không màng đến tính mạng của mình để cứu hắn. Nhưng hắn vì lòng đố kỵ mà chỉ đứng nhìn người em Moses của mình chiến đấu trong cô độc. Cuộc chiến không thắng cũng không thua, họ rút lui để bảo toàn lực lượng. Nhưng vua Ai Cập thì thừa biết sự vô dụng của con trai mình, nên muốn nhường ngai vàng Ai Cập cho Moses. Từ đây lòng đố kỵ trong người lão chọc trỗi dậy. Sau đó Moses vô tình đến một mỏ đá lớn ở Pithom, thì phát hiện người Ai Cập đã bắt hàng nghìn người Do Thái về làm nô lệ. Ở đây họ bị bạo hành và bóc lột một cách dã man. Trong một lần trùng hợp Moses đến thăm những người nô lệ, một người đàn ông đã kể lại rằng anh không phải là người Ai Cập. Hóa ra Moses sinh ra để làm thủ lĩnh giải thoát đem lại tự do cho người Do Thái. Lời tiên tri này đã đến được tai nhà vua. Năm đó nhà vua Ai Cập ra lệnh giết toàn bộ 4.000 bé trai Do Thái sinh ra tại thời điểm đó. Nhưng Moses là đứa trẻ duy nhất may mắn sống sót, được bố mẹ mình đưa đến Ai Cập để làm hầu bàn. Sau khi Moses trở về thì cũng là lúc nhà vua Ai Cập lâm bệnh nặng mà chết. Thế là lão chọc lên ngôi vương. Nhưng lão đã được người ở Pithom kể lại rằng Moses là người Do Thái. Hắn nổi giận ra lệnh lưu đày Moses ở một nơi cách xa Ai Cập. Lúc ra đi anh chỉ mang theo thanh kiếm của nhà vua tặng mình. Lão chọc với tâm địa độc ác phái người đến thủ tiêu Moses ở ngoài sa mạc. Nhưng làm sao bọn hắn có thể đánh lại một tướng quân giỏi nhất Ai Cập được chứ? Chỉ vài kiếm là anh đã hạ được hai tên sát thủ. Anh tiếp tục đi qua núi đi qua biển. Anh vô tình đến được một ngôi làng, giải cứu được người dân ở đây thoát khỏi sự cai trị của bọn cướp. Trưởng làng thấy anh như một hào quang tỏa sáng, liền gả con gái xinh đẹp của mình cho Moses. Và đêm động phòng đó Moses đã biết dùng củ khoai của mình đúng công năng sử dụng. Thời gian cũng đã 9 năm trôi qua. Trở lại Ai Cập, lão chọc tâm địa đã xấu nay còn xấu hơn. Hắn đàn áp bóc lột người Do Thái một cách tàn nhẫn, bắt họ xây lên những tượng đài hùng vĩ nhất Ai Cập. Trong đó lăng mộ của hắn được xây hoành tráng nhất, và hắn muốn xây nhanh nhất có thể. Nếu ai có dấu hiệu mệt mỏi lười lao động là hắn giết luôn. Moses cũng đã có cho mình một người con sống hạnh phúc bên người vợ của mình. Trong một lần đưa dê về làng, anh vô tình bị một trận sạt lở núi vùi lấp, thì vô tình gặp được một cậu bé thiên sứ. Thiên sứ nói anh là người được chọn để giải cứu tất cả người dân Do Thái ở đất Ai Cập. Nghe lời vị thiên sứ, anh quyết định từ biệt vợ con mình lên đường giải cứu người Do Thái. Anh đơn thương độc mã đi đến Ai Cập, từ trên cao nhìn xuống mà lòng đau như cắt, thấy đồng bào của mình rơi vào cảnh lầm than. Mà lúc này lão chọc cũng đã có cho mình một người con trai. Moses lẻn vào cung điện của hắn để báo cho hắn một điềm dữ rằng Chúa sẽ trừng phạt Ai Cập. Nhưng lão chọc không tin còn thách thức với Chúa. Sau đêm đó lão chọc ra lệnh cho lính của mình truy sát Moses và những người trong gia đình anh. Hắn đã treo cổ ba người dân Do Thái để làm gương cho đám nô lệ. Nhưng hãy nhìn đi, người Do Thái không biết đau không biết sợ là gì, mà còn đồng lòng với Moses đứng lên để tham gia một cuộc chiến cuối cùng để giành lại tự do. Từng là một tướng giỏi nhất Ai Cập, anh huấn luyện người Do Thái bắn cung cưỡi ngựa đấu kiếm, còn truyền cho họ một ý chí kiên cường rằng người Do Thái có thể đổ máu nhưng tuyệt đối sẽ không làm nô lệ. Đêm hôm đó người của Moses phóng hỏa thiêu rụi nền văn minh Ai Cập, đánh úp những chiếc thuyền vận chuyển khí đốt dầu mỏ của hắn. Sáng sớm anh lại thấy vị thiên sứ của mình nhìn về phía Ai Cập. Thiên sứ nói với anh rằng nếu cứ như thế này sẽ mất đến vài năm mới lấy lại được tự do. Hãy để thần linh giúp anh. Đúng như lời thiên sứ nói, thần linh đã nổi giận với người dân Ai Cập. Đầu tiên là một đàn cá sấu lặng lẽ bơi ra phía chiến thuyền đánh cá. Bọn cá sấu lấy thịt đè người, tàn sát tất cả những người ở đây. Thanh niên này cho dù đã cố gắng leo lên cánh buồm nhưng vẫn không tránh khỏi cái chết. Máu nhuộm đỏ một dòng sông với hàng nghìn con cá sấu khát máu. Cá trên sông cũng ồ ạt chết vì nguồn nước bị ô nhiễm. Người dân Ai Cập cũng không biết nguyên nhân vì sao. Moses thấy máu nhuộm đỏ một vùng trời, hoa lá lương thực người Ai Cập bị xóa sổ trong một đêm. Sau những chuyện kinh khủng này thì anh mới tin lời thiên sứ nói là sự thật. Sau sự kiện đó thì hàng trăm nghìn con ếch tràn vào Ai Cập, nơi nào cũng có sự hiện diện của chúng. Thậm chí nơi mà vợ lão chọc sinh sống cũng có hàng vạn con ếch nhảy lên. Vợ hắn là hét trong sợ hãi. Hắn ôm con mình nhìn người vợ mà bất lực không biết làm gì. Sau lũ ếch tiếp đến là nạn ruồi nhặn hoành hành. Người Do Thái chịu khổ quen rồi, họ có thêm bao nhiêu khó khăn đi nữa cũng không hề thấy sợ.
Người Ai Cập thì ngược lại, trước giờ ăn sung mặc sướng, được vua Ai Cập ưu ái thì khi gặp đại nạn, họ la hét trong nỗi tuyệt vọng dưới sự giận dữ của thần linh. Và đây là cái kết, vì đám ruồi nhặng này mà rất nhiều người Ai Cập bị bệnh truyền nhiễm, trong đó có cả lão chọc. Từ đó bệnh truyền nhiễm lây lan còn nhanh hơn virus corona. Hắn đem sự giận dữ của mình trút lên người Do Thái, tăng gấp đôi giờ làm việc, bớt lại thức ăn và nguồn nước, phụ nữ và trẻ em cũng không ngoại lệ. Vì sự ác độc của hắn mà toàn bộ gia súc đồng loạt ói máu mà chết không rõ nguyên nhân. Lương thực thực phẩm đã cạn kiệt nay còn cạn kiệt hơn. Hắn tiếp tục trút giận lên người dân Do Thái bằng cách treo cổ rất nhiều người nô lệ. Việc sai trái của hắn sẽ phải tiếp tục trả giá bằng những cơn mưa đá và những cơn bão tố đang ùn ùn kéo đến. Những việc làm của thần linh cũng khiến Moses giận dữ, vì như thế cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người Do Thái của anh. Tiếp đến là nạn châu chấu hoành hành, mà châu chấu này còn biết ăn cả thịt người. Chúng tràn vào Ai Cập phá hoại toàn bộ hoa màu cây xanh ở đây. Phải nói là cái nịt chúng cũng không tha. Thấy cảnh hỗn loạn của người dân, người Do Thái nhanh tay vào cướp số lương thực còn lại trong ngân khố. Nhưng không hề hay biết rằng, lão chọc cũng đã tính toán được chuyện này. Khi họ trở ra thì người của hắn đã vây kín lối. Hắn cho người tàn sát đám nô lệ mà hắn cho rằng là rác rưởi. Đêm đó Moses lại ra gặp vị thiên sứ của mình. Vị thiên sứ nhận thấy lời thách thức của lão chọc là không thể chấp nhận được, và nói tai họa tiếp theo sẽ cho lão chọc thấy ai mới là chúa thật sự. Biết những thứ này tiếp diễn thì cả người Ai Cập và người Do Thái sẽ lâm vào đại họa. Moses liền đến gặp hắn để thỏa thuận, nhưng dĩ nhiên hắn cho đây chỉ là lời đe dọa. Sự kiêu ngạo của hắn thần linh đều nghe thấy. Moses biết đại nạn lần này là không thể tránh khỏi. Anh liền bảo lại toàn bộ người Do Thái rằng muốn thoát đại nạn thì hãy giết cừu, lấy máu của chúng vẽ trước cửa đại nạn sẽ qua đi. Đúng như lời vị thiên sứ nói, bóng tối bao trùm Ai Cập, người Do Thái cũng đã làm như lời Moses nói. Già trẻ lớn bé đều phải ở yên trong nhà đêm này, nhưng những đứa trẻ Ai Cập thì không may như thế. Khi bóng tối vụt qua cũng là lúc toàn bộ những đứa bé Ai Cập đều bị thần linh lấy mạng, nhưng hiển nhiên không một đứa trẻ nào của người Do Thái chết đêm qua. Hắn đau đớn nhìn con trai của mình bị thần linh trừng phạt mà không biết làm gì. Sáng hôm sau hắn ôm xác đứa con đến tìm Moses để đưa ra một thỏa thuận, vì thấy người Ai Cập đã chịu quá nhiều sự trừng phạt từ Chúa. Hắn bất lực đành để cho Moses dẫn toàn bộ người dân nô lệ Do Thái rời đi. Moses lập tức dẫn toàn bộ người Do Thái đến Biển Đỏ, vì qua được Biển Đỏ tất cả sẽ được tự do. Trước khi đi họ không quên giơ tay lên trời cảm ơn Chúa. Lão chọc đành phải ướp xác con trai mình trong sự giận dữ tột cùng. Vợ hắn cũng vì mất con mà bị điên điên khùng khùng luôn. Vì thế mà hắn nổi cơn điên đem 4.000 lính của mình, với ý định xóa sổ toàn bộ người Do Thái tại Biển Đỏ. Lúc này Moses đã dẫn người dân đến eo biển, đội quân của hắn cũng không ngừng bám đuổi theo sau. Tờ mờ sáng Moses thấy biển đã cạn dần nước. Đây đúng là điều thần kỳ mà Chúa đã ban cho họ. Điều anh nên làm bây giờ là đưa toàn bộ người dân vượt Biển Đỏ nhanh nhất có thể. Nếu không người của lão chọc sẽ tàn sát bọn họ. Hàng nghìn người cùng Moses vượt biển, nhưng đội quân của lão chọc cũng sắp đuổi kịp họ rồi. Moses cùng phụ nữ và trẻ con, còn có gia súc di chuyển không ngừng nghỉ. Trong lúc di chuyển đến sát eo biển, đội quân của lão chọc lần đầu tiên bị thần linh trừng phạt. Hàng trăm người bị ngọn núi vùi dập, nhưng hắn vẫn lệnh cho quân lính tiếp tục truy sát Moses. Moses thấy hắn đã không còn cách xa anh nữa, liền ra lệnh cho người dân chạy thật nhanh đến bờ biển. Nhưng trời bỗng dưng nổi sấm chớp, người của Moses cũng sẵn sàng chiến đấu, thì đột nhiên một trận cuồng phong đem theo đó là một con sóng thần đang ồ ạt kéo đến. Quân lính của lão chọc nhuệ khí bị tụt không phanh khi thấy con sóng cao gần vài trăm mét, liền quay đầu bỏ chạy. Chỉ còn lại mình lão chọc là tiến lên. Moses cũng cho người của mình rút lui, còn anh và lão chọc sẽ giải quyết ân oán ngay tại đây. Toàn bộ đội quân của hắn bao gồm người và ngựa đều bị sóng dữ cuốn đi, một khung cảnh chết chóc bao trùm. Moses và lão chọc còn chưa kịp làm gì cũng bị sóng nhấn chìm. Phía bên này hàng ngàn nghìn người Do Thái đã tai qua nạn khỏi. Họ đã di chuyển tới chỗ cao nhất nơi mà con sóng không thể chạm tới. Sau trận sóng thần, đội quân Ai Cập chết như dạ. Bằng một điều kỳ diệu nào đó mà trong đợt sóng thần to tổ bố này, không một người Do Thái nào thiệt mạng. Moses được vị thiên sứ nâng đỡ cũng may mắn thoát chết. Cuối cùng sau 400 năm làm nô lệ thì họ cũng đã được tự do. Sau trận chiến anh trở thành một vị anh hùng của người dân Do Thái. Anh trở về thăm lại vợ con của mình, sau đó lại thêm một lần nữa từ biệt vợ con, cùng vị thiên sứ dẫn người Do Thái đến một nơi thuộc về chính họ. Phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.